Rồi chào các bạn nha. Đây hôm nay mình có mặt tại xe cuốc bị mất trộm nè các bạn. Ông chủ xe cường. Cường anh tài xế đang gáp mới mua về nè các bạn, một cặp tới 6 triệu mấy. Này chắc mua cũ nha bạn, chắc của nghĩa địa hay là sao không biết. Bê nó mới vô, người ta là nó bà bồn. À, mình lại trễ gấp cái cùm rồi nè. Này là vô chứ bê nè, bê là bơm nè. Bê là bơm. Bê là banh ha. Còn bên đó nè. Bê là tan. Tan banh ha. Gấp bên này nha các bạn. Còn bên. Người ta lái đâu? Này bê là bơm. Mua hai cùm này không? Không không có ta lái hả? Mua cái bùa xong các bạn. Bắt vô cho. 2 cộng 0 thì 6 chữ gửi á. Người ta lấy nhiêu nữa trời. Mấy trăm. Tháo lấy nguyên hết trơn trời lại luôn. Bút mướn em theo giữ cho anh Thịnh này. Giữ rồi mắt quýnh rồi mà. Mua ở Long An hả? Đồ dưới nè. Vậy cho đo găng rồi mà kêu không vừa nữa thôi. Trứng kìa. Anh tính giờ cái xe này còn ống zin nè. Xương zin hả? Ống zin. Thịnh mua bát xe này lợi thế mẹ. Quẹt không có lỗ đâu, mua cái chiếc hồ lỗ. Ừ. Làm đá tay rồi quán. Nằm bên có lỗ, nằm làm dần trăm là hay là lỗ đó. Không nằm đó hả? Chưa chắc. Không nằm mua làm lại có 10 mấy triệu. Mấy con kỳ thì sát không là 14 triệu rồi. Rồi cái tiền sản ha. Thực ra là 5 triệu 9. Rồi phải không? Rồi. Cái màu sơn nó chưa tuyệt, anh kêu pha, khỏi pha, nước sơn nó đừng có pha, nó có sẵn á. Rồi sao không mua cùm ta lấy đây, lấy luôn đi rồi hồi thử. Thọt thì cũng hít vô thử. Bự quá ta thấy. Bình thứ đó nó đập cái một lấy rồi. Ô mày hồi nãy điện thoại tôi vừa móc ra điện cho ông rồi chút xíu bóc rồi bỏ túi thòm thòm rớt bể màn hình này. Điện nữa, nãy giờ không có điện Zalo tôi không? Có. Không có, bắt máy mà không có bắt máy gì chứ. Ừ. Gáp vô rồi mới thử lấy thùng vít thử. Nãy qua nãy lại phải sai gì. Cái nó sai mới đâu á. Nghe nghe. Cái chữ T nó đằng trước hay đằng sau? Cục ngoài á, nói cục ngoài là biết rồi. Cục mà men tay trái á. Cục mé ngoài á, chứ không phải cục sát cận. Ừ. Coi cái chữ T nó quay hướng nào, hướng trên, hướng dưới, chữ T là chữ B, nói nó một cái à. Ở bên dưới nó có mấy cái chữ à. Ở ngay góc này nào, cũng có chữ T, chữ B, ngồi dần ngay góc này nè. Trong này đâu có wifi đâu. Ở trên nữa, chữ T, A, T, T, Z thì. Hỏi nó cái góc bìa đó, dòm cái thấy là hỏi nó cái chữ T hay chữ B, góc bìa ngoài á. Ông Tám, có wifi ông phát cho ông nhanh không? Chụp hình đi gì? Chữ này là chữ T nè, như đây nè. Như góc nè, đây là đường, như này. Alo. Ê, ông dòm ngay cái góc ở ngoài á, ông dòm khòm xuống, ông dòm cái góc á, chơi chứ không phải là dưới đất nha.
góc ngoài nó có cái chữ đó, ông chùi ra ông coi chữ T chữ B vậy. Không có, nó có cái chữ đóng chữ nổi ở trên á, ông dòm chữ T chữ B là biết liền à. À cái chữ nổi ngay góc á. Mà hay hổng được biết lâu. Chứ đúng ngày nhiêu lâu lâu. Cục một nửa ngày á. Còn cục dứ nữa kìa. Hai cục này 16 triệu rưỡi trời. Này chắc có nghĩa địa rồi. Tôi rút lại cái này. Rồi xe này anh Thịnh bán lại cũng lời. Anh Thịnh giờ bán lại cũng vẫn lời. Đâu ổng nào luôn. Thôi đi, đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Khi nào gấp lộn cục bên kia cũng đây không? Không. Sao nhá? Ta rồi. Đúng không? Chữ T quay xuống. Coi như đúng rồi. Nhớ mà mát là chữ T. Nhưng mà chữ T là gì? T là trái nè, B là phải. Chữ T là biết rồi, chữ T là cấm nhất về làm nghe chữ T á. Cấm nhất vô á. Nhất đi hay sao chữ T được? Ông nhấc vô đi vô trong cục này nè. Nó mà gắp lộn nổ cái phin đi. Bây thà nó lộn cắm nào cũng được, cắm đó là phải cho đúng. Nhớt. Bệnh dặn xong ốc rồi nha các bạn. Còn bên đây ha. Về thử coi nhớt để khi nào dặn vô được. Hai ông gà dưới trận. Cho nổ luôn ha. Ông thủ tay ra đây. Mình bật ra. Đẩy xuống hay đẩy lên? Tay ra đẩy lên. Mình đã đẩy lên là nổ rồi vậy á. Cho máy chạy. Đẩy lên thôi Dũng ơi. Đẩy lên. Xuống. Kì á. Ổng trên kìa, thấy ổng trên nó nhồi ra kìa. Để đi. Ổng này nè. Chút tính nè. Ổng lại lột rồi á. Rồi hổm ông đâu có còn mấy cái ngóc nữa không? Bắt luôn phân ngóc không? Ừ. Lấy ống rồi lấy nguyên cơm lê luôn à. Ủa sao mình nó kỹ ta? Lội gần chút. Nói mùa 6 triệu mấy Phước nói gì không? Nói gì tới nè. Má lỗ rồi, mà... xin mới được. Chiều ứng 10 triệu trả tiền 6 triệu rưỡi. Sáng đi lấy em đưa cho nó 2 triệu nó mới cho lấy, đủ mãi hát rồi chứ. Coi như là đất này là làm giùm cho nó. Nó 10 canh dèo 7 triệu. Đó, 2 ống ra luôn. Sao 2 ống ra rồi? Ông đó với ông bệnh. Nó đông lắm. Công này dễ quá. Trời dễ đụ mấy lần bánh ông nội ơi, bánh cực lắm, cắm ngay chân là nó không có đầu công. Rồi tháo ra, sai cái tháo ra, tháo vô. Chân ai? Mẹ ơi, xe ông trà màu chỗ này là không. Cái màu có đó tiền nó cũng cả đó đó. Sáng cả đâu mới gặp. Nó bịt này lại không?
Vẽ cun, không phải cun nói gì trời. Vô đó. Vô vô. Má cái bình này chắc hết điện quá. Anh nghiên cứu cái chỗ nào, anh trộm dầu, anh lấy chỗ nào. Dầu à? Quay lên. Nó có cái đít á. Sao không ốp hả? Đít này lấy cái cạnh. Anh chạm luôn rồi đó. Lộ mà. Ừ. Đập cho cây chạm sót mềm gẫm đầu luôn. Chết luôn. Trong sao dặn con trước, chóng trước rồi thôi sao dặn. Có giá này chua nữa. Nha gắt thì khó khăn quá sao chậm lấy mau dữ đi. Mau lắm cũng tháo chẳng ai chứ. Nó tháo mà chứ đâu có cắt đâu. Quà ống này cái kéo thường thường cắt sau đứt, cái ống của tôi là cái ống ghim nó mới cắt đứt á. Ống này cứng ha. Ống này cước không chổng á, cắt cái lồn. Dặn gì vừa thôi để ngồi thử rồi dặn chắc. Xì nhất á, dặn tay á nè. Cho nó thành hình cái đi rồi. Nó lộn cái nào nó biết đường. Mà nghĩ chắc vậy luôn đúng không ơi? Hả? Đâu có. Vậy đủ má thánh gì chụp gắn rồi. Rồi khi nó còn ống nè. Ống rồi nó ra sẵn gì luôn á. Có đâu. Vậy gì? Có ông mà hổm mất ống rồi mới khó. Không lẽ nó bắt chéo sao? Nó khó thằng gì sao? Trời nó khó lắm ông ơi, nó không giống nào như nào đâu. Tôi nhớ cái thằng chế phát mà ông Thịnh bán đi rồi tôi đấu cái hộp chuyển tay lái sao đột má nên đấu nửa ngày trời. Còn ống sao sao rồi gấp lại lưu chứ gấp ống trong lưu gấp ngoài chứ mình phân theo nó có mình về. Sẽ thử cái căn gì không? Không. Nhúng nhích chơi trời. Đủ nhớt không? Xì nhớt à. Không ăn gì chơi gì. Còn xì nhớt quá trời. Sao kỳ vậy? Chưa ống nó không ăn nha. Tháo ra gắn lại. Thử lại cái đường làm vô. Nhấn xe
cắm mới tẹt ra đâu anh bác? Hả? Cắm mới tẹt ra đâu cái này không? Cắm này không bác? Tôi biết đâu. Không ống mạnh á. Này nè. Băng rồi nó không lại. Rồi chuẩn bị thử nữa nha bạn. Thử cái ống nào để biết mình ráp vô cho chính xác. Đang thử đi nha bạn mà không có đập tự tự động gì chơi thì đó lên ti đó, mới lên ti. Nó không có hơi, mới thấy lên ti đó, siết chắc vô rồi. Mình lên sao lên cái mình biết nó tắt nào đó. Chiếc bên đây cho nó cứng là quá, chạy dãy bên đây. Bên đây xuống. Mình là đem nó xuống đây. Rồi rút chân. Tháo ra đấu lại nữa. Khó ăn lắm chú ơi. Chưa là đem tấm này lên trên. Bên này đúng chưa tí? Chưa. Mới có được cái cải này nè. Để nó nổ rồi, mò từ từ. Bắt đầu thử này bạn. Đứng ngàn chút. Thank you.
luôn lượt hai cái. Đó, bắt đầu đổi nó khó khăn quá nha các bạn. Dịnh giùm em cái. Không biết đường. Mình thử tới thử lui. Dạ. Anh em nào có xài xe cuốc nhớ coi chừng xe, cẩn thận. Bây giờ nổi lên ăn trộm xe cuốc rồi đó. Mắt qua luôn hả anh Thịnh? Sáng qua biết mắt hả? Phải không? Hay là mắt bữa nào không biết luôn? Sáng qua thấy vô tươm nhớ. Vì mắt quỷ quý trước thì đúng con cá à? Rồi. Không nữa. Không hoài vậy, cái chuyện này đúng thôi à. Cái này. Cái này em bỏ vào đây. Cái này làm ban ngày lấy dù chứ không vậy? Rồi giờ tiếp tục thử nữa nha bạn. Rồi giờ tiếp tục thử nữa nha bạn. Có hai cái bù lon luôn.
gạo cho được hả? Chưa đúng rồi. Rồi mình quay cho bạn xem nhiêu được ha. Rồi hẹn các bạn những video tiếp theo nha bạn. Này đợi quay rất là lâu. Tài xế nói thử đi thử lại quán cái chiều luôn. Tại mình mò